Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát lại phát nguyện rằng: ta thà nhảy vào nồi sắt nóng, chứ quyết không bao giờ dám thọ nhận phòng ốc nhà cửa của người đàn Việt có tín tâm khi tự mình đã phá giới. Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát lại phát nguyện rằng: ta thà tự dùng chùy sắt đập nát toàn thân này thành bụi nhỏ, chứ quyết không bao giờ dám thọ nhận sự cung kính lễ bái của các hàng sát lỵ Bà La Môn trưởng giả cư sĩ khi tự mình đã phá giới. Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát lại phát nguyện rằng: ta thà dùng lưỡi đao giáo bằng sắt nóng mà tự khoét hai mắt ra, chứ quyết không bao giờ đem tâm nhiễm ô nhìn những hình sắc đẹp bên ngoài. Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát lại phát nguyện rằng: ta thà lấy dùi sắt tự đâm thủng lỗ tai, chứ quyết không bao giờ đem tâm nhiễm ô mà lắng nghe những âm thanh hay lạ của thế tục. Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát lại phát nguyện rằng: ta thà lấy dao bén tự cắt bỏ mũi mình, chứ quyết không bao giờ đem tâm nhiễm ô mà tham người các mùi thơm. Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát lại phát nguyện rằng: ta thà lấy dao bén tự cắt đứt lưỡi mình, chứ quyết không bao giờ đem tâm nhiễm ô mà tham đắm những vị ngon. Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát lại phát nguyện rằng: ta thà dùng lưỡi búa sắc bén tự chặt đứt thân mình, chứ quyết không bao giờ đem tâm nhiễm ô mà tham đắm những sự xúc chạm êm ái. Vì sao vậy? Vì những nhân duyên ấy có thể làm cho người tu hành đọa vào nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh ca diếp, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát giữ gìn giới cấm. Bồ Tát Ma Ha Tát giữ gìn các giới cấm như vậy rồi liền bố thí mọi công đức thành tựu cho hết thảy chúng sinh. Vì nhân duyên ấy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều giữ gìn giới cấm, được giới thanh tịnh, giới tốt lành, giới không thiếu sót, giới không bị hủy phá, giới đại thừa, giới không thối chuyển, giới tùy thuận, giới rốt ráo, giới thành tựu đầy đủ các pháp ba la mật. Thiện nam tử, khi Bồ Tát Ma Ha Tát tu trì giới thanh tịnh như vậy, liền được bắt đầu trụ vào địa vị bất động. Sao gọi là địa vị bất động? Bồ Tát trụ vào địa vị bất động thì không còn có những sự dao động, sa đọa, thối chuyển hay tán thất. Thiện nam tử, ví như núi Tu Di, lốc xoáy và những cơn gió mạnh không thể làm cho núi ấy lay động, sụp đổ, đẩy lùi hay vỡ nát. Vị Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị bất động cũng vậy, không hề bị dao động vì hình sắc, âm thanh, hương vị, xúc cảm, không còn bị sa đọa vào địa ngục súc sanh ngạ quỷ, không thể thối lui trở lại địa vị thanh văn Phật Bích Chi, không bị những luồng gió tà kiến làm cho tán loạn mà rơi vào nếp sống tà vạy không chân chánh. Lại nữa, thiện nam tử, bất động còn có nghĩa là không bị dao động bởi tham dục sân khỏe ngu si, không sa đọa còn có nghĩa là không rơi vào bốn cấm giới nặng, không thối chuyển còn có nghĩa là không thối lui, buông bỏ giới luật mà quay về đời sống thế tục, không tán thất còn có nghĩa là không vì trái nghịch với kinh điển đại thừa mà phải bị tán loạn hư hoại mất. Lại nữa, thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát cũng không bị các ma phiền não làm khuynh động, không bị ma năm ấm làm sa đọa, cho đến khi sắp thành đạo ngồi nơi đạo tràng dưới cội cây Bồ Đề, tuy có chúng ma từ cõi trời đến quấy phá cũng không thể làm cho Bồ Tát thối lui đối với quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bồ Tát cũng không còn bị ma chết làm tán hoại. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập thánh hạnh. Thiện nam tử, sao gọi là thánh hạnh? Thánh hạnh đó là chỗ hành trì của Phật và Bồ Tát, vì thế nên gọi là thắng hạnh. Vì sao gọi chư Phật Bồ Tát là thánh nhân? Vì các vị ấy có pháp của bậc thánh, thường quan sát tánh rỗng không vắng lặng của các pháp, vì nghĩa ấy nên gọi là thánh nhân. Vì có giới của bậc thánh nên gọi là thánh nhân, vì có định huệ của bậc thánh nên gọi là thánh nhân, vì có bảy món báu của bậc thánh là tín giới, tàm quý, đa văn, trí huệ, xà ly, cho nên gọi là thánh nhân. Lại có bảy thánh giác nên gọi là thánh nhân, vì nghĩa ấy nên lại gọi là thánh hạnh.